Mọi người ha, khuya hôm nay thì sóng mình lên cho mọi người nhiều cái video để ngày mai thứ bảy cuối tuần rồi mọi người lựa chọn ha. Cái con này thì tối nay mình xả giá rất là tốt luôn, bởi vì là mình test nó thì mình thấy là tất cả đều ok hết. Nhưng con này cảm ứng không có nhận nha mọi người, nó là Panasonic CFXGS6 thì mình sẽ bán theo cái diện là như mọi máy tính laptop bình thường khác mà nó không có cảm ứng thôi. Mình đặt nó là cái mã E9. Thực sự ra là cũng hiếm lắm mới được một cái con là gọi là cái màn hình là mình cảm thấy ưng ý nhất, có gọi là cái màn hình không có bị phản quang á mọi người. Màn hình đó là con này là nó chỉ phản quang một chấm rất là nhỏ thôi. Để mình tháo ra đi, mình quay cho mọi người xem. Đây nè, rất là nhỏ, siêu nhỏ đây thôi ha, chứ còn lại là mình thấy ok, thấy rất là ưng ý luôn. Thực sự được cái con không có phản quang như thế này thì nó lại lại không có cảm ứng được, không hiểu tại vì sao. Ở bên Nhật gửi về cũng lần đầu tiên gặp cái này thì mình đã test rất là kỹ, ok rồi, cũng test cũng phải là cả 10 ngày nay rồi thì máy là rất là ok. Pin thì phải được trên 2 giờ, nó tầm tại vì màn hình 2K mọi người cho nên nó tầm hơn 2 tiếng rưỡi đó, là thực sự là như vậy. Khi mà sạc đầy độ phân giải màn hình là 2K nè mọi người nè, đó cũng là i5 Gen 7 RAM 8 SSD 256 như mọi CFXGS6 bình thường khác thôi. Con này thì nó không cảm ứng được vậy thôi, nhưng mà màn hình của nó mà nếu mà mình sử dụng làm việc văn phòng như thế này thì cũng bình thường không có gì hết. Mình có tặng mọi người dán phím quốc tế đây ha, thực sự dán phím quốc tế này là tự đặt đó mọi người, chứ còn mà cái dòng này thì quốc tế nó đâu có, nó đâu có đâu, mỗi Nhật mới có thôi. Cái đáy thì cũng tương đối đẹp thực sự luôn, phím rồi đẹp lắm. Con này rất là tiếc, tại vì nếu như mà nó không có bị liệt cảm ứng á, thì sự ra mình bán rất là được giá thực sự với mọi người là vậy luôn. Tại vì là cái dòng này là rất là nhiều khách ưa chuộng, nó đẹp cái kiểu là màn hình nó đẹp, nhẹ gọn tiện và hả nó đọc nữa đó. Cái phần này thì gọi là có mòn nhẹ nhẹ thôi, cũng không ăn thua gì. Nhìn nghiêng thì có hơi một vệt hơi chày chày nhẹ nhẹ đây, rất là nhẹ thôi mọi người. Nhìn nghiêng mượn ánh sáng, còn nhìn trực diện mà nói là chụp hình cho mọi người xem thì trời ơi, chụp nhìn đẹp lắm. Góc cạnh nè đây ha, có mòn nhẹ nhẹ thì bất kỳ con nào cũng vậy thôi, nó cũng phải mòn mòn cái góc nhẹ nhẹ vậy đó mọi người. Hợp kim vô với magie cũng chịu lực, cũng đè, người ta cũng thử thí nghiệm rồi, mấy cái dòng này rất là bền. Và ở phía sau nè, ở phía sau thực sự hoàn toàn không có dính dáng gì tới phía trước hết. Ở phía sau là cái phần rời mà phía sau nó có bị cứng và nó nứt như thế này ha, nó không có ảnh hưởng gì tới phím hết trơn mà nó xấu thôi đó. Mình nhìn nó xấu có nứt như thế này, và mình xả cho mọi người cái con máy này ha, và giá của nó chỉ có 2 triệu 9 thôi. Thì một cái con máy bình thường i5 Gen 8 à, lộn i5 Gen 7 RAM 8 SSD 256, màn hình 2K và hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết trơn. Chỉ có lỗi lầm mình cứ nghĩ là nó không có cảm ứng thôi mọi người, nếu mình không biết nó cảm ứng thôi, chỉ vậy thôi ha. Ai chốt thì inbox mình, giá cực kỳ ok luôn. Xả là bình thường là nó sẽ rẻ hơn 1,1 triệu. Rồi cảm ơn mọi người nhiều ha. Ai chốt thì inbox mình, máy kèm sạc và pin trên 2 tiếng rưỡi, mã E9 ha. Ai chốt thì inbox mình nha.